Sau khoảng 3 năm ra mắt, đến nay Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 đã đến thời điểm nâng cấp vòng đời. Dự kiến, bản Tucson facelift có thể chỉnh làng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Thời gian gần đây, Hyundai Tucson facelift 2024 thường xuyên bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường. Dù xe được ngụy trang kín mít, nhưng người dùng vẫn có thể nhận ra một vài điểm mới ở lần nâng cấp vòng đời này. Mới đây, trang Nima Mất đã dựng lên hình ảnh phác họa thiết kế cả ngoại thất lẫn nội thất cho mẫu xe SUV Hyundai Tucson facelift để người dùng có thể hình dung rõ hơn về mẫu xe này. Ở lần trở lại này của Hyundai Tucson, giao diện bên ngoài xe được đồn đoán sẽ có nét tương đồng với bán tải Santa Cruz. Thông thường, ở những lần nâng cấp vòng đời, các xe chỉ được ngụy trang kín ở những khu vực được thay đổi, nhưng với Tucson 2024 thì lại khác. Xe được bịt kín từ đầu đến đuôi. Có thể thấy, Hyundai đang có ý định thay đổi khá nhiều ở phần ngoại thất của xe. Nội thất Hyundai Tucson 2024 là khu vực dự kiến được thay đổi nhiều nhất với màn cong cỡ lớn 12,3 inch và vô lăng giống Santa Fe mới. Chi tiết và cách bài trí từng khu vực cũng sẽ được tinh chỉnh lại, nhiều tùy chọn chất liệu và màu sắc mới được bổ sung. Tùy thị trường, Hyundai Tucson sẽ có những tùy chọn động cơ khác nhau. Có khả năng, bản facelift này cũng sẽ có thêm ADAS và thay đổi lớn về động cơ. Hyundai đang đẩy mạnh việc chuyển đổi điện hóa và nhiều khả năng Tucson mới sẽ được nâng cấp phiên bản hybrid sạc điện với cụm pin lớn hơn. Mẫu crossover Hàn Quốc này hiện được cung cấp với nhiều tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm 2.5 lít 4 xi lanh 187 mã lực, 1.6 lít hybrid 226 mã lực, 2.5 lít tăng áp 290 mã lực và PHEV 261 mã lực. Hyundai Tucson tại Việt Nam được phân phối bởi Hyundai TC với 4 phiên bản, đi kèm mức giá từ 845 triệu, 1.060 tỷ đồng cạnh tranh với Mazda CX-5. Trong tháng 9 năm 2023, doanh số Tucson chỉ đạt 578 xe. Cộng dồn 9 tháng của năm 2023, đã có 2.591 chiếc Tucson được giao đến tay khách hàng.